chào quý vị. Anh nhớ hôm bữa tí kêu lần đầu, mình ta trong sân như trang giấy trắng. Anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên. Nhìn thề đi chung trên con đường yêu, sao thế nào ta vẫn ở bên nhau. Chàng giấy trắng đó đến nay hào gầy, vì em xa anh ra đi chung anh. Nhớ lại đây cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây, mà người xa anh xa luôn cầm tay, hứa quay về sao anh chờ hoài chẳng thấy. Mãi mong người trở về tìm lại phút giây đôi ta hẹn về, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ một ngày như thế, đến khi người trở về người lại bước đi bên lại đây kia, để cho nỗi đau anh thêm nặng nề. Giờ đây ấm lên biết em có nghe chi, nhìn mỗi anh mãi mong chờ em mà sao anh nỡ. Người về cần không về. Anh nhớ lúc ấy yêu lần đầu, tình ta trong thân như trang giấy trắng. Anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên. Nguyện thề đi chung trên con đường yêu, dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Chàng giấy trắng đó đêm nay hào gầy, vì em sang ra đi chỗ ấy. Anh nhớ nơi đây cô đơn, tháng trái tim vẫn luôn còn đây, mà người xa anh xa luôn cầm tay, hứa quay về sao anh chờ hoài chẳng thấy. Mãi mong người trở về tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường quen. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ một ngày như thế, về người lại bước đi bên lại bên kia, để cho nỗi đau anh thêm nặng nề. Giờ đây âm im biết em có nghe chi, nhìn mỗi anh mãi mong chờ em mà sao anh đỡ. Người về từng không về, mãi mong người trở về tìm lại phút giây. Chờ em mà sao em nói.
Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của anh Phong Trung rất là nhiều với bài hát Trang Giấy Trắng. Và để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy lắng nghe một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Y Văn, bài hát được mang tên Ngăn Cách.